lâu không? Thấy nào bọt lên nha, thấy nào bọt lên, nào bọt lên rồi, ôi sao nào mông 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 cái. Nè hoa nè. Ngon. Mọi nhà uống cà phê sáng nha. Mà phải rút ra hút mặt đã đó, thơm thơm mùi sữa. Anh em xin chào nha, buổi sáng ngày mới vui vẻ luôn nha. Chào nha, buổi sáng ngày mới vui vẻ nha. Vậy à? Uống nước ta rồi nè. Sáng vậy. Ôi trời ơi, sáng nào như sáng nay vậy à? Sáng nào như đấy. Không khác sáng nào vậy hết vậy à? Chị tấu nào như tấu nay nữa để thôi cho dầu. Thứ gì nó sáng mấy anh em chung về giặt đồ giặt đạc quần áo rồi chén rồi bát rồi bắt đầu ăn sáng sang hóa rồi bắt đầu uống phơ á. Không có điểm bàn hết đâu mà rồi tối ngủ tối ngủ để thúi luôn rồi để lòng địa bàn hết luôn. Này gà nó tách bầy hết rồi. Nó có cỡ cặp một con trống hai con mái à, chứ không có nhiều. Còn bên nó bầy gà cha chắc nhiều quá không? Đấy, bầy gà cha đấy, sáng không tắt á. Bầy từ núi đó. Bầy cha đông ạ. Mình không lên mình lên lấy được con đấy. Ừ. Bầy này đông á, bầy này đông khiếp lắm. Mình ngủ kỳ quá kỳ, mình ngủ rầm quá rầm. Tụi đấy thì nếu mà ấy phải dò một đường vô ấy. Vô để mình nghiên cứu tụi đấy thử nó trống trong đây không? Động. Mình ngày mình dọn chứ mới đau động nó tấu nó ngủ đấy mà. Đây đây đây, đây này con ơi. Hai đứa ngồi uống phơ thì thấy con sóc á, đời già đó. Nó chạy vào đây. Anh thấy ảnh rung tay với ảnh thả đi mất rồi nha. Chạy xuống kia luôn. Biết anh rượt theo biết kìa phải không? Sóc đời già thiệt to chứ. Mà con sóc này nó cũng vàng á. Đứng im á. Phở pháo xong thì à, bây giờ cũng trưa rồi. Tầm 11 giờ à, mình xách đến cái tiếng gà mái rồi nha. Mình đi nhử mấy cái con gà trống. Mình kêu thử nó lại không? Lại nè, mình quất luôn. Mấy cái con mà gà mà một cặp mà mấy đêm trước anh em mình bán gà mái á, cho con gà cò á, mình đi kêu thử làm nha. À, đi một mình nè, đi hai người quá nó động, gà nó tinh vi lắm. Một người yên tĩnh dở bán hơn. Nhiệm vụ thất bại rồi. Ui, con gà này nó sát bên luôn. Cho tại vì là nó ở trong rậm mình ở ngoài trống thì mình nhìn vào không thấy. Ngoài rừng nó khôn lắm. Mùa đây gà mái nó cũng chưa có vô ổ á, nên gà trống nó cũng ít cái sung. Kêu tiếng gà mái lại nó ít sung lắm. Hồi nãy anh thì thấy anh hú mình á, chắc là tiêm mình về ăn cơm trưa sao ạ. Giờ chắc về trại thôi. Thank you.
16:25. 15 phút nữa đi nha. 40 đi. 40 đi. 40 đi. Ok, vừa hả không? Vừa nãy nắng nếu 40 đi cũng về hết trời. Ừ. Mùa đây công việc của mấy anh em nó nhàn lắm. Cứ đi làm video không à, chứ không có làm gì hết á. Sắp tới thì nhàn lắm á. Nhưng tới xong là nhàn nhàn dẻo dò. Chuẩn bị gần tới mùa ong không? Gần tới mùa ong là đi suốt suốt luôn. Tối mùa ong đi gớm chưa? Đi khiếu lắm á. Ồ, mùa ong đi... Đi nhiều là ốm lắm nha. Ừ. Đi nhiều là đi mà không có ăn ngay. Mệt đấy, anh nấu nữa. Anh nấu. Dỡ theo cục cơm anh nấu à. Anh mua ớt không? Có ai nào. Còn nên mùa đây đi vay dầu anh liên tục trúng là cái... Trúng cái chỗ đây cho thuộc đủ chuối không? Đủ đồ hết mà. Không thiếu thứ gì. Không thiếu thứ gì luôn. Anh sao mà ăn? Thì ớt. Giờ hai anh em mình tiến hành đi rình gà, gà lên cây ngủ tối đi xôi. Chiều nào như chiều nấy vậy hả? Thì chắc anh vô cái khu vực trong cái đa đây, còn mình sẽ đi phụ trách trên trong này. Đầu hướng tiếp tục. Đầu hướng tiếp tục. Đợi anh thì cầm máy quay theo cái gì quay luôn. Trời hôm nay rất là đẹp luôn, nắng trong xanh. Mà không biết là nó có gáy không. Bên mình rình được 3 chỗ. Nhưng mà có một chỗ cái con gà trống nó tát á, mình cứ tiếng nhưng mái thì tơ tát xong cùng á. Là ngủ là cái chỗ đêm hôm mấy anh em mình bén cái con gà mái á mà nó con cái cổ nó bay lên kia mấy anh em lên mà không được á. Là ngủ là chỗ cũ luôn. Còn cái con gà này nó gáy lúc ở trên cái đám rễ hậu đây à. Sợ mấy anh em lên tối lên không được. Còn cái con gần trà đây thì nó gáy trên đỉnh núi đây. Mà chắc cũng hơi cao á. Không phải cao gì mấy nhưng mà cái cây nó rậm lắm, anh em chua lũi đồ. Nhiều khi nghe lọt bọt đồ nó gà nó thức giấc á. Mình lên bánh cũng được nó nhát. Mình nghe bên thi thì gà tát rất là nhiều luôn. Khả năng thì ảnh rinh được nhưng mà không biết là cái chỗ bánh nó có ok không. Một bài rất là đông. Đang lên cây à. Ui, quá mà. Vậy là mình rình được 3 chỗ cả nhà ơi. Đông lắm. Có 2 bầy rất là đông luôn. Còn một bầy là 2 con thôi. Còn 2 bầy kia thì thật khó nói luôn. Không biết bao nhiêu con. Cái con cây đúng luôn, gáy tác luôn đấy, lúc nãy mình có quay cho cả nhà xem. Giờ cái đâu ra nha. Tối nha, vừa tại. Phải bay vô 4 gà cồ mà bao nhiêu còn lên cây thì nghi. Bây giờ đất bay lên mấy vậy. Còn cái bay trên góc trên là ngủ trong đám rùa nhám. Ừ. Mê nó tác, tròn nó tác. Nhìn thì nói cho anh thì thâu với gà thật bất cỡ. Mẹ nó ăn chuối, ăn thuộc đủ banh như cái sân đó. Chuối, tao lên dọn lên coi. Ừ. Thơ thơ nè. Bây giờ cái chuồng ở đấy luôn nha. Vậy thôi giờ tao chờ tao lại anh em chắc đi rồi cho anh thi trước ấy. Chúng mình chắc nghĩ không trôi à. Núi không ấy thôi, rậm lắm. Có chỗ cũ ấy cũng muốn đi mà không muốn thâu. Chỗ cũ ấy con ấy đỡ làm cái gì. Lầm không? Chứ muốn ngọt hơn.
Ôi trời ơi. Tiếng mùi ngọt à. Con này nó kén nhẹ nhõm luôn. Tổ tổ tổ. Ô coi này nha. Ê đồng đen luôn. Ui dồi ôi. Hiếp đen hết luôn. Thời cơ chín mùi à. Hai anh em mà tiến hành đi soi thôi. Sớm chưa hai đêm quẹo hai chỗ rồi mà khu này nó rậm quá rậm ngất đầu luôn không nấu luôn không sôi được gì luôn khu vô chỗ thua còn một chỗ nữa không biết cái được không đây bây giờ cái đường đi thì Hàn Quốc một trăm sáng chập một hơn luôn nhá. Rớt không mà nó còn sống á, nó chạy vào nhà thua rầm quá rầm anh em đuổi không kịp. Ghe này bay thấp cho nên là nó muốn bay đâu. Anh thấy ảnh ở trước Hàn Quốc luôn, mình chửi xong lại mà không thấy nhau. Không biết là rớt rồi chưa? Sao nó còn kêu quá 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 ấy? Khu đi gà đông mà, nó rầm quá rồi nha. Nên rồi mà không thấy đồ hết. Em bỏ cuộc rồi, xuống cái mình chặt cái mò o ấy. Thì cứ bóp ở trên đầu nó bay xuống nó tấp cái bụi mò o dưới lên thuyền xuống. Mình vít gió rồi, nghĩ là gà này là không quay còn cảnh được. Mình dứt luôn. Thôi. Ngày mai thì nó lủi nó mất. Còn sống ấy, tiếc ngày mai quá. Bây giờ hai anh em lại cái chỗ con gà mà nó tát thì chỗ đó thì nó dở đi nhất luôn. Anh em vào làm tên còn thử chắc anh thì anh vô mình đứng quá ở đây gà đấy không đêm hôm nó động đèn ấy sờ vào trong hai người nó động nó bay. Anh thì anh tiến vào đó mình giữ ngay cái trong đèn này ở chiều nghe cái chính xác này đây anh vào nếu mà nó lộ nó có bay ra thì mình rồi theo được nó thấp nào thì mình theo nó. Anh thì nãy giờ anh rồi mà không thấy lấy cái anh khó lắm mà cũng không bay luôn. Lúc đó thì chiều mình định khoảng 5:20 rồi. Kỳ ta. Chắc sợ nó di chuyển. Thua. Thôi xuống rồi thấy không? Bây giờ chơi đấu. Chín giờ. Nấu cơm mình lửa than luôn. Có lúc cửa nè, gà tơ. Gà này nó còn có tết nè, tết nó còn hơi rõ. Được 20 cúc nữa. Rồi, thu nhập của tối nay hai anh em
Vậy không? Chắc hai cút còn đợi rộng ngày mai nấu canh thu đủ rồi. Đúng rồi, có thu đủ bò thêm kia. Ừ. Để chắc chặt gác bếp, còn lấy cái con cũ thì hai đùi nướng rồi. Còn phần lại thì nấu xả ớt. Lầm. Hôm nay con ghe nó bay, nó kêu cái này gáy không cả. Con hải. Con khá đó. Mấy bác bay đây mà, con kêu cái liều mà. Có hai cái trứng đẻ của ông luôn, hai trứng dái của nó. Ừ. Lên xò. Cơ mà có hai đùi gà nướng ngon à? Đúng đâu, hợp lý lắm. Mỡ nó thơm, mỡ nó cháy đá nào luôn. Gà nướng, kèm gà nướng thì có chút luộc, leo, đủ rồng. Mỡ ớt. Mỡ ớt. Gà xào cho ớt nữa. Ôi trời ơi, thứ chiều nói. Hai anh em mời nhà dùng bữa luôn. Ừ, buổi tối mời nhà dùng bữa tối nha. Giờ chắc tầm 10 giờ cho. 10 giờ hơn rồi ạ. 10 giờ hơn hả? Mời nhau rượu nha. Anh em bữa nay phiêu quá. Rồi lẹo trên kia rậm quá rồi mà nhé ơi. Lâu. Ngồi một đĩa đây làm chút rượu phù hộ cho anh em ơi. Gà thì nhiều mà lại lấy không được bao nhiêu hết. Tao bay quá bay. Rồi vậy. Cái này sao vậy? Nó đã lâu rồi nãy á. Mình ngâm muối rồi nè. Ừ, khai vị món hô chua luộc rồi nha. Món này hồi giờ hợp cho chị ăn. Giờ nó nhiều lắm, mà nó hái. Mà hái ngon. Nó nướng cũng ngon kìa. Nó làm món thì ngon à. Mà nha là Phá câu đâu? Phá câu hả? À. Bữa nay là tao mới lắm. Sao mới? Thôi câu tao dễ mà luôn. Không chịu ăn hay không? Không chịu ăn tao dễ hết. Lần rồi lần. Chấm luôn. Ấy. Mở nha nha. Đùi gà nướng này. Đùi gà nướng là ngon à, đúng không? Cái mỡ của nó mà giống như ướp sợi tớ ấy. Sao mỡ nó ướt hết luôn mà. Cái mỡ nó chảy ra thơm hả không? Thơm lắm. Thấy giòn. Thơm. Vậy 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 vậy. Chưa không hả? Đúng là cái chuyến này, cái bữa nay nó quay lại giống như xu hồng đợt trước mình làm không? Sao ta? Còn phiêu, còn mình cũng phiêu lắc luôn anh em mình ấy. Hồi nào hết? Chuyến nào ta? Đi mấy đợt trước đấy, lâu rồi đấy, cũng đi xanh rồi. Bùng treo hay là đâu à? Chim ăn rồi đấy. Đấy là trước, cái năm trước luôn kia nè. Ừ. Và thật thảo rồi đấy. Không chịu ăn phao câu mà anh thì cứ ép, bắt ép ăn phao câu đây. Mà ăn phao câu cho nó quen. Phao câu mà anh cũng chỉ làm hai đây. Đó, chia đều, ăn đâu chia đồ với nhau, sao bắt tao ăn nữa đây. Phao câu ngon, ăn nghe chứ. Này. Đi bài, lắm. Phao câu có một cục muối nữa à, lắm à. Cái xương này nhai giòn luôn nè. Nhai không? Giòn luôn. Giòn hả? Giòn. Thơm phải không? Thơm. Mỡ thơm phải không? Ừ. Mỡ hết. Rớt. Không rớt đâu. Phúc luôn ạ. Bà. Mỡ vàng vàng à. Mỡ đã đâu. Wow.
Thằng nó không giòn phải không? Ừ. Cháy à? Không giòn. Phần không thấy phần nữa à. Là chùi cây đồ nó cái khô đồ bọp. Ghẻ nào mà nhà dạng bay liền rồi nhá. Cái mày nó còn ngủ chỗ trống không thấy không? Vâng, ngủ chỗ trống. Ngủ rộng, không bao giờ ngủ rậm. Cái mày mình đi tới cái chỗ trống thì nó rậm quá, chỗ rậm xuống tới chỗ trống thì đung đùng rồi. Đúng rồi. Mình làm sao biết chính xác chỗ đấy đâu mà vô được. Gà nha. Gà nó ngủ lúc nào ở trên cái đầu nó là cũng có một khoảng trống. Để khi nào nó có cái vấn đề gì là nó sẽ có cánh nó bay đi cho dở. Không phải là nó ngủ không rậm đâu. Cái chỗ mà nó âm tầm như tấm bạc vậy là đừng lên rồi. Ừ. Phí không à? Phí không nha. Cứ có lỗ trống nha, là rồi là chắc ăn là ngủ à. Mà hai anh em mình lần nãy luôn rồi, rình chính xác luôn, vô rồi luôn. Được không? Đợi pin nó xuống pin nha. Xuống nè. Thấy xuống. Mở. Dùng dạ hai lỗ không? Hai lỗ. Ờ. Ôi em ạ. Bên đấy con gà con nhiều. Nhiều. Bảy đến đông. Trong keo thì gà nó gà ngủ trong keo thì mình rọi thì nó khó thấy hơn. Nhưng mà dưới chân nó trống. Giờ đi. Gà ngon nhất ấy, ngủ trong cái đám mọ ấy. Trê nữa rồi. Dưới chân nó còn trống mà nó rọi nó không giờ thấy hả? Trê ạ. À. Thì là dưới chân là trống. Mò ai cũng được. Mà viên sở mò ai. Mò này rậm quá rậm. Mò đây có cây vít đồ. Vít đồ không mà. Rậm quá rậm. Mù phiêu quá nó nhát. Cứ 7 giờ lại nó dậy rồi. Con gà ở nhà mình này nó có khi nó 90 giờ nó gáy cái mày. Ừ. Gà nhà. Ừ. Muốn gáy nó rồi gáy à, nhưng mà đâu biết được. Thì bữa gáy rồi đấy mình cũng không hiểu được. Hôm nay nó bay được 8 đâu rồi con. Nghe nào ta. Mấy bầy gà trong cái mỏ này gần rồi này. Nó có bay xuống xuống đâu. Được hay là bay xuống á. Bay xuống không hơn. Như không muốn cho ngủ lắm mà là chiều mà lên cái đường hồi nãy mà xuống ấy. À. Rồi đứng đây đừng có làm gì hết, chặt cây mỏ râm 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 em không dám ngủ à. Đúng rồi. Cái gì khác? Gì khác liền chứ. Một thằng lên đường đấy, một thằng lên đường này chưa? Ừ. Lên dâm. Hai mươi ba giờ 24 phút. Phi rồi mấy anh em xong xuôi đó. Hồi nãy mình đang chắc phải tầm 10 giờ hơn nhá. 10 giờ chứ. Còn 10 giờ hơn. Hai anh em chắc cũng xin tạm dừng người giao. Chúc anh em ngủ thật là ngon giấc. Vậy thôi, chúc anh em ngủ thật là mơ man nha. Thì hẹn nha, tiếp tục ngày mai nha. Mai gặp lại nha. Giờ chắc hai anh em mình lên giọng chắc cũng rất mơ màng luôn á. Mơ màng chứ. Anh ngủ nha ha. Không mập nấu. Không mập nấu. Anh ngồi đây mà mập nấu tiêu mỡ đầu lạnh quá lạnh quá ha.